tiếp tục mình quay anh tài xế quen thuộc nha các bạn. Anh thì anh lái cũng từ lưa xe cho các bạn, anh lâu lâu anh lái xe khác à. Trước anh múc kinh nữa các bạn. Hôm nay thì anh lái anh cái xe cứu 03 này gắn gạo chế nha, làm cái gạo chế rồi đổ xe ben để lấy những cái đất chỗ gò các bạn, chỗ gò rồi đổ những cái chủng cho chủng ruộng người ta các bạn. Thank you.
quá trời chạy vô. À, cũng đã nắng rồi, ngoài ngán quay clip nữa rồi. Dạo này lột cái là láng vo luôn nha các bạn. Ông chú ông cũng lớn tuổi, ông chạy xe ben nha các bạn. Ở đâu? Xe có ai ạ? Đâu xe đó đậu lại á. Biết xe không? Ông biết đường xe không chung không? Ai? Chung. Chung Kinh Tám á. Chiếc cô bé đó. Ở Kinh Tám á. Không biết nữa, không biết phải không biết. Ông thường chạy xe. Cái ông quá. Hai chiếc xe ben còn bánh hơi thì nó chạy bờ. Dạ. Yeah. Ồ chắc ông Trung rồi. Ông Kinh Tám nè. Cũ phả cũ lắm không? À mới vậy. Mới vậy. Ừ. Cũ lắm. Yeah, vậy chắc phải. Chủ này lụm vài chục triệu rồi. Ngày không cài được nhiêu? 2 triệu không? Hả? Ngày được 2 triệu không? Xa hay phải gần gần mới ngon. Mà nói chung 3 chiếc chạy ngày 200 ngoài xe. Ừ. 200 ngoài. Ngàn xe nhiêu? 8 ngàn hay gì? Giờ vụ này làm có tiền ngon.
tài xế thì kiếm ngày chiêu mấy hay nhiều nha các bạn.